Mua laptop an tâm nhất đến trungtrang.vn. Trung Trần cam kết bán laptop PC giá tốt nhất thị trường. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh công nghệ. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Điểm tin công nghệ trong ngày. Và bây giờ sẽ là tin tức đầu tiên. Redmi Note 10 có thể ra mắt vào tháng 10. Redmi sẽ phát hành dòng Redmi Note vào nửa cuối năm nay. Đánh giá từ các thông tin có sẵn, dòng Redmi Note thế hệ tiếp theo sẽ được đặt tên là Redmi Note 10. Một bài đăng trên Weibo gần đây từ giám đốc Redmi, Quang Ten cho thấy thiết bị này sẽ sớm được ra mắt. Bài đăng có nội dung đã đến lúc mua quần áo mới và kỳ nghỉ tháng 11 thường gắn liền với việc mua quần áo mới. Do đó, có những suy đoán cho rằng dòng Redmi Note 10 sẽ được ra mắt trước kỳ nghỉ tháng 11. Một rò rỉ mới về Redmi Note 10 đã tiết lộ một số thông tin về thiết bị này. Theo rò rỉ, chiếc điện thoại thông minh này sẽ đi kèm với bộ xử lý Qualcomm Snapdragon 750G với tên mã của thiết bị này là Gaugin và Gaugin Pro. Một trong những số hiệu kiểu M2007Z17C đã xuất hiện trên trang web chứng nhận FCC. Thiết bị này đã được xác nhận là Xiaomi Mi 10T Lite. Do đó, rất có thể Mi 10T Lite sẽ là Redmi Note 10 tại thị trường nội địa qua nhà. Hơn nữa, rò rỉ gần đây cũng cho thấy Redmi Note 10 sẽ đi kèm với viên pin có dung lượng 4820mAh giống như Xiaomi Mi 10T Lite. Tin tức thứ hai sẽ có trong ngày. Huawei sẵn sàng chịu điều tra để chứng minh mình vô tội. Tại buổi khai trương trung tâm an ninh mạng ở Rome ngày 30 tháng 9, giám đốc Huawei tại Ý phát biểu: "Chúng tôi sẽ cởi mở hết mức để giải tỏa áp lực chính trị mà Huawei đang gặp phải." Ông khẳng định, bất chấp mọi cáo buộc, Huawei không có ý định rút khỏi thị trường Ý, thậm chí còn đang cân nhắc đầu tư thêm vào các lĩnh vực khác như năng lượng. Bình luận của ông được đưa ra ngay sau khi Ngoại trưởng Mỹ bắt đầu chuyến thăm 2 ngày tới Ý. Mỹ vẫn đồng ý và các nước đồng minh châu Âu không sử dụng các thiết bị Huawei trong mạng 5G vì cho rằng công ty sẽ đe dọa an ninh quốc gia. Ngoại trưởng Mỹ lập luận rằng tất cả doanh nghiệp và công dân Trung Quốc phải tuân thủ quy định của nhà nước về thu thập thông tin tình báo. Một số đồng minh của Mỹ như Anh thông báo cấm các thiết bị Huawei trong hạ tầng viễn thông. Dù vẫn chưa chính thức bị cấm ở Ý, nhưng gần đây Huawei đã bị loại khỏi một cuộc đấu thầu thiết bị hạ tầng 5G lớn. Một quan chức cấp cao giấu tên tiết lộ nước này đã sẵn sàng đặt ra các quy định nghiêm ngặt hơn trong các giao dịch liên quan tới Huawei. Tin tức thứ ba sẽ có trong ngày. Tencent tặng 10.000 chiếc điện thoại Huawei Mate XS cho nhân viên. Tencent gần đây đã tái cấu trúc toàn bộ công ty. Trong một sự kiện nội bộ dành cho Tencent, BCG, nhóm kinh doanh nền tảng và nội dung, công ty đã tặng 10.000 nhân viên mỗi người một chiếc Huawei Mate XS màn hình gập. Huawei Mate XS hiện đang có mức giá là 16.999 nhân dân tệ, tương đương với khoảng 2.500 đô. Tuy nhiên, do phiên bản Tencent gửi tặng là bản thiết kế đặc biệt, nên nó sẽ có mức giá lên tới 19.999 nhân dân tệ, tương đương với khoảng 2.950 đô la. Gã khổng lồ Internet Trung Quốc có thể đã phải chi 29,5 triệu đô cho số quà tặng nói trên. Tuy nhiên, không phải nhân viên nào cũng giữ quà tặng của công ty. Một số đã lên các trang thương mại điện tử và rao bán với mức giá rẻ hơn. Theo ghi nhận của MyDriver, số lượng Mate XS phiên bản đặc biệt được rao bán từ các tài khoản cá nhân lên tới hàng trăm và đang tiếp tục tăng. Tencent hiện đang là công ty lớn được định giá gần 700 tỷ đô và là một trong những công ty công nghệ có giá trị nhất Trung Quốc. Hãng đứng sau WeChat, phần mềm được mệnh danh là siêu ứng dụng và là một phần không thể thiếu của đất nước tỷ dân. Tencent cũng đang là nhà phát hành game lớn nhất trên thế giới. Còn nói về Huawei Mate XS, đây là một smartphone màn hình uốn dẻo, gập ngược ra sau thay vì là gập vào trong như Galaxy Fold. Và trong một sự kiện mở bán hồi tháng 3, Mate XS đã được bán sạch sau vài giây, dù giá bán không hề rẻ. Đây cũng là thông tin cuối cùng có trong bản tin của ngày hôm nay. Còn các bạn nghĩ sao về những thông tin trên? Xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận video nhé. Còn bây giờ thì, xin chào và hẹn gặp lại.